cả nhà cái cách chống thấm cái bồn cây trên sân thượng nha. Thì bồn cây của mình mặc dù lúc xây mình có chống thấm rồi, xong mình lót gạch, nhưng mà để an toàn hơn và để xài lâu hơn đỡ bị thấm á, thì mình tiến hành mình chống thấm thêm một lần nữa bằng cái sản phẩm rồng đen đây cả nhà. Đây chia sẻ với cả nhà để sản phẩm rồng đen đó là cái keo, thì mình chỉ việc mình quét lên ở phía bên trong của cái bồn cây nữa thôi, sau mình cho một chút đá rồi mình cho đất vào rồi mình trồng. Thì đây là bình 10 kg đây, sản phẩm rồng đen này của Việt Nam. Thì chắc là đơn giản mình cứ lấy ra và mình quét thôi. Đây là cái bồn của mình đã vệ sinh sẵn hết trơn rồi đó, vệ sinh sẵn rồi mình sẽ quét ở phía bên trong. Thì đây là rồng đen thì nó màu đen thôi, thì nãy có cái nắp khui nó hơi cứng thì đây là mình khui ra như vậy, và mình cứ thế là mình lấy và mình quét thôi, mùi nó nồng nặc lắm. Ok, thì mình làm nha cả nhà nha. Nhà ơi, thì nãy giờ khoảng 15 phút em sơn xong cái này cái lớp đầu tiên cả nhà. Thì theo như khuyến cáo là mình sẽ sơn làm 3 lần, 3 tới 4 lần thì tùy mình thôi. Đó cả nhà, đây cái bồn của em sơn trên này em có dán băng keo rồi. Thì hồi mình lột ra nó sẽ thẳng chứ thôi nó cứ lem nhem này cũng rất là kỳ đây. Dán băng keo đi hết rồi. Thì sau mình sẽ lột ra thôi. Cũng không đến nỗi. Đây cả nhà, đó mình sơn hết xuống cái góc này luôn. Em thử gạch men thấy nó cũng ổn đó. Cái bước đầu tiên mình sơn vậy thôi, lúc sau em sẽ sơn dưới đáy này dày hơn một chút xíu nữa. Đây bên thành này cả nhà, đó giống như là này là cái lớp lót thôi, lớp lót thôi. Mình sẽ có 3 lớp đây, em sơn nè. Thì bạn có con lăn thì sẽ ok hơn, không thì em cứ sơn bằng cọ cũng được. Để chắc em sơn cái mép này tí xíu nữa cho nó ra nó ngon lành hơn. Đây cọ đây cả nhà, cái cọ lớn này là ok nè. Rồi ok, mình đợi khoảng nửa tiếng 45 phút cho nó lớp khô lớp mặt này đi, mình lại thêm lớp thứ hai nha. Nhà ơi, thì sau khi mà khoảng tiếng rưỡi đó là mình sơn xong hết cả 3 lượt luôn cả nhà. Đó đây mình sơn xong rồi nè cả nhà ha. Đây cái phía này tiếp giáp với phía trong thì do mình nãy mình có dán keo á, do vậy là khi mình lột keo ra thì nó rất là phẳng và khá là đẹp, khá là ưng ý. Đây cả nhà, còn phía dưới đây nè cả nhà ha. Thì bây giờ mình sẽ để khoảng 2 ngày cho nó khô hết đi, xong mình sẽ bơm nước vô mình sẽ thử. Trước khi mình cho đất mình làm gì cũng khá là kỹ đây cả nhà. Nè. Mình quét 3 lần thì nó rất là dày dặn lên cái phía thành này luôn. Đây. Phía thành này nó cũng đầy hết trơn à. Rồi. Cũng không có tốn nhiều sơn lắm, chỉ khoảng một phần tư của cái thùng đó thôi, phần tư của cái thùng 10 kg đó cả nhà. Đó rồi, cái này nó hơi nhỏ thì mình cái bồn này bồn nhỏ mình làm trước có kinh nghiệm rồi, mình sẽ làm cái bồn to hơn. Thì đây cái này người ta để nuôi cá cũng được á. Đây cả nhà ha, thì sơn lên nó rất là bóng cả nha. Nè cả nhà nhìn kỹ nè, đó nó rất là bóng. Rồi đây rồi, ok rồi, cảm ơn cả nhà ha. Thì lần đầu tiên làm với cái này thấy cũng khá là ưng ý, để sau này còn chống thấm thêm ở những khu vực ở trên. Có cái là cái này cái màu nó hơi đen, màu nó hơi đen thì nhìn nó hơi không được đẹp mắt cho lắm, nhưng mà thôi cũng cảm ơn cả nhà. Thì sau mình sẽ đổ đất vào đây mình trồng luôn. Mình nãy mình làm thấp hơn một xíu thì đỡ hơn, nhưng mà mình muốn phủ luôn cả cái lớp này nè, phủ luôn cả cái ron này nè. Giờ mình làm cao lên một chút xíu. Rồi cảm ơn cả nhà nha.